Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào dự án này Group XFE Society. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản Tister. Hay chính xác bây giờ là X đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với các bước nhiệm vụ trong đây. Nhiệm vụ thứ nhất đó là chúng ta sẽ link cái địa chỉ ví chúng ta kết nối ví MetaMask chúng ta. Anh em chờ chút mình chuyển sang cái mạng khác. Khi kết nối MetaMask thì kinh nghiệm cho anh em là nếu như được thì anh em hãy kết nối với mạng Polygon và ký trên mạng Polygon. Đó là bắt ký ở mạng Zcash. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xin để claim phần thưởng. Ok. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ follow kênh Twitter của dự án ta mở ra. Theo dõi nào. Rồi chúng ta ấn vào collect reward. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái phần referral code. Chúng ta sẽ điền phải đây, ta sẽ tạo một cái phần referral code. Ở đây thì mình sẽ điền ví dụ như được không? Không được. Rồi mình đã tạo xong cái phần referral code rồi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần retweet post. Ta mở ra, ta retweet này. Các bạn ấn vào correct keyword này, like tweet này, chúng ta mở ra nhé, mở ra like tweet này. Rồi các bạn ấn vào nào. Correct keyword tiếp theo. Rồi ở đây có phần up level. Thì ở đây khi các bạn up level lên R1 thì anh em sẽ nhận được phần thưởng bổ sung là 110%. Ở đây thì mình không khuyến khích em việc up level nhé. Đấy. Ok, các bạn giờ có thể link ghép chia sẻ người dùng khác để nhận thêm phần thưởng nhé. Và cái đây là cái thông tin về cái phần reward của cái dự án này. Anh em sẽ nhận được cái token đây này. Đây thông tin cụ thể, thực ra hôm nay cũng rất là mệt. Mình đang bị cảm ấy. Đây là anh em thể tự chúng ta tìm hiểu về cái cách tính điểm và thứ ở đây mình sẽ dẫn link cho anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.